Phẫu thuật pha cô, ánh sáng cho người bệnh đục thủy tinh thể. Theo thống kê, đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây ra gần 70% trường hợp mù lòa hiện nay. Tuy nhiên, 80% trường hợp có thể phòng ngừa và điều trị. Phẫu thuật thay thế thủy tinh nhân tạo bằng phương pháp pha cô là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho người bệnh, giúp lấy lại đôi mắt sáng khỏe tức thì. Sóng siêu âm sẽ tán nhuyễn thủy tinh thể và hút ra ngoài, sau đó thay thế bằng thủy tinh nhân tạo. Chuyên khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI được trang bị hệ thống máy phẫu thuật Phaco Elsley Thụy Sĩ hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật, có thể kiểm soát mức năng lượng hết sức an toàn với những ca khó. Các đầu tiếp Easy Phaco giúp ổn định tiền phòng, giảm thiểu các biến chứng trong phẫu thuật, cho phép tán nhân bằng sóng siêu âm một cách hoàn hảo. Với đầu tiếp cao tần xé bao tự động, giúp công đoạn xé bao trở nên đơn giản đến không ngờ, rút ngắn tối đa thời gian phẫu thuật chỉ còn 10 đến 20 phút. Công nghệ LED hiện đại cung cấp khả năng chiếu sáng đồng nhất bán phần sau của mắt, cho phép bác sĩ quan sát và thao tác chính xác. Phaco là lựa chọn tuyệt vời cho người bệnh đục thủy tinh thể, bởi thời gian phẫu thuật chỉ từ 10 đến 20 phút, không đau, không chảy máu. Người bệnh chỉ cần theo dõi 4 giờ sau phẫu thuật và được ra viện ngay. Vết mổ rất nhỏ, chỉ từ 2,2 đến 2,6mm, không cần khâu. Phaco lạnh làm giảm các tổn thương mô nội nhãn, an toàn, giảm thiểu các biến chứng của phẫu thuật. Hàng ngàn khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chuyên khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI bởi chuyên khoa mắt quy tụ đội ngũ bác sĩ nhãn khoa hơn 30 năm kinh nghiệm, từng có nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn. Các bác sĩ đã thành công trong việc trả lại ánh sáng cho hàng ngàn bệnh nhân đục thủy tinh thể. Hệ thống máy phẫu thuật Phaco hiện đại nhập khẩu cùng hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều đảm bảo hiệu quả và an toàn tối đa cho người bệnh. Đa dạng loại thủy tinh thể cho người bệnh lựa chọn được nhập khẩu từ nước ngoài: Mỹ, Bỉ, Hungary, Anh, Ba Lan, Singapore. Áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế và bảo hiểm bảo lãnh, tiết kiệm tối đa chi phí cho người bệnh. Dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau phẫu thuật hoàn hảo. Tôi thấy hiện tượng nó hơi mờ này, chúng tôi phải bảo con cháu người nhà đưa xuống đây để khám và phẫu thuật. Các bác sĩ nói là mắt tôi là đến cái tuổi già là phải thay, để thay tinh thể tất hai bên. Sau khi phẫu thuật tới đây, bây giờ tôi nhìn qua này thì tôi thấy nhìn là rất dễ nhìn và nó không có gì vướng mắc, và toàn so với cái bên chưa phẫu thuật thì nó nở mờ, những cái bên này thì trong trẻo hơn mà dễ nhìn hơn ạ. Đầu tiên thì tôi nghĩ cung mổ tôi sợ, nhưng mà sau thì tôi thấy bình thường, không đau đớn gì. Tôi cũng đã đi nhiều bệnh viện huyện tỉnh rồi nhưng mà chưa thấy nơi nào được như nơi này đâu ạ. Có lời cảm ơn tất cả các y bác sĩ ở bệnh viện Thu Cúc này ạ. Duy nhất ngày 28 tháng 5 năm 2022, ngày hội phòng chống mù lòa cho người cao tuổi, miễn phí khám mắt và công nghệ mổ mắt Phaco, cơ sở 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội,